Chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay mình về được một mẫu đồng hồ đây này. Không biết là mẫu gì, bây giờ mình sẽ mở ra cho anh em cùng xem. Anh em mà mua thì liên hệ trực tiếp Facebook hay là Zalo với mình nhé. Chắc là con đồng hồ khá hay ho mà lần đầu tiên mình mua được đây anh em ạ. Bây giờ mình sẽ bóc ra anh em nhé. Bóc ra. Tất cả đồng hồ mình quay là ở Nhật đấy anh em nhá, hàng chuẩn luôn chứ không phải là hàng nấm dứa anh em nhá, hàng xịn luôn đấy. Đây về được một mẫu đồng hồ cực kỳ là ngon luôn anh em nhá, anh em mà không mua là chỉ có hết luôn thôi à. Đây nhìn là mình đã biết là con gì rồi, và cũng là lần đầu tiên mình mua được màu rất là đẹp luôn. Đây Zeppelin, hàng của Đức anh em nhé. Hộp bằng ngoài bằng vải và có cái viền này, có cái sơn ở giữa này, có một cái sơn sợi màu bạc và có logo và có chữ Zeppelin. Rồi thôi mình không nói linh tinh nữa, mình sẽ mở luôn này. Rồi quá là đỉnh luôn. Đầu tiên ấy thì mình sẽ show cho anh em về cái giấy tờ. Mẫu này được mua ngày mùng 7 tháng 9 năm 2022. Và hiện tại hôm nay mình quay là ngày, hiện tại bây giờ mình đang quay là ngày mùng 10. Tức là người ta mới mua được có 3 ngày người ta đã bán cho mình rồi, anh em thấy đỉnh không? Đây. Tức là hàng mua về không qua sử dụng anh em nhé. Mua về phát bán luôn. Đây là cái thẻ bảo hành này. Kinh thật. Đây là cái sách hướng dẫn, giấy cái quảng cáo của hãng này. Đây là cái sách hướng dẫn sử dụng này. Đấy, anh em nhìn thấy chưa? Có rất là có giá trị anh em nhé. Chỉ có một chiếc duy nhất mà không mua được hết ngay luôn. Ok. Tiếp đó là đến cái đồng hồ. Thì cái mẫu này đồng hồ thì nó còn những cái gì và tình trạng nó ra làm sao thì bây giờ mình sẽ show luôn cho anh em cùng xem. Đây đầu tiên là còn nguyên tang này anh em này, Zeppelin còn nguyên tang, chủ người ta chưa sử dụng đến anh em nhé, chưa đeo luôn. Đây này, chủ người ta sử dụng đến người ta chưa đeo luôn anh em nhé. Đây, bây giờ mình sẽ show ra cho anh em xem cái mẫu này nó đẹp như thế nào. Đầu tiên có nó là về cái mặt anh em nhé. Dial của nó thì là trải tia rất là đẹp rồi. Dial của nó là trải tia, mặt trải tia màu trắng và cái logo thì còn có cái màu hơi xanh xanh một chút ở cái chỗ giữa cái chữ Z anh em nhé. Còn này thiết kế cực kỳ là đơn giản. Đây anh em, dòng dưới có chữ Made in Germany này, automatic này, kính cong anh em nhé, kính cong và vỏ là vỏ vàng hồng, vỏ được mạ vàng hồng cực kỳ là đẹp luôn anh em nhé, chưa qua sử dụng. Đây anh em nhìn dây da các thứ thì biết này, cứng đơ luôn, sờ cứng đơ luôn, chưa có một cái nếp nhăn hay là dấu hiệu đã qua sử dụng. Đấy. Mẫu này thì có size mặt là 40mm thôi anh em nhé. Đây 40mm rất là dễ lên tay. Size mặt 40mm. Đấy. Thiết kế vỏ là được làm vàng hồng. Còn là cái mặt của nó là mặt màu trắng anh em nhé. Đây thiết kế 3 kim nhưng mà hai cái kim này thì nó hai kim phút mà kim giờ. Và cái kim dây thì nó sẽ ở cái góc 4 giờ chỗ khác. Góc 5 giờ đây anh em nhé. Đấy. Tiếp theo nó về đằng cái thông số của nó thì mẫu này là được chống nước 50m, hàng sản xuất chuẩn ở Đức anh em nhé, Made in Germany. Đấy. Và cái mẫu này là cực kỳ là hiếm luôn anh em nhé, mẫu này cực kỳ là hiếm luôn. Chống nước 50m này, đây. Thông số của nó là mẫu này được chạy máy Miyota 21 chân kính của Citizen anh em nhé. Mẫu này thì độ bền của nó cực kỳ là bền bỉ rồi. Thiết kế rất đơn giản, có nên có tay anh em nhé.
nhưng mà không có dừng kim dây, quan trọng là cái mặt của nó rất là đẹp thôi anh em ạ. Đây, mới tinh luôn chưa qua sử dụng. Anh em mà kiếm được một mẫu đồng hồ như này rất là khó luôn. Và đây là cái mẫu, cái dòng này mình cũng đã mua được rồi, mình đã bán là màu xanh, màu trắng, khá là nhiều màu, nhưng mà đặc biệt là màu vàng này, vàng gold này thì mình chưa nhìn thấy anh em ạ. Nhìn thấy được cũng rất là khó nhưng mình đã mua được luôn. Một con màu rất là cực, rất là đẹp luôn, mình không biết phải tải thế nào nhưng mà lên tay thì sang chảnh. Đây, chỉ có một chút duy nhất thôi nhá, mà đây là cái bộ máy cơ khí của Đức. Máy này mua của Citizen nhưng mà cái này này nó cũng ghi là của Đức này anh em này. Cái quả băng này nó cũng ghi là Đức này, Germany này. Cái bộ máy này được của máy thương mại của Citizen nhưng mà nó ghi là Germany này. Đít của nó là bắt ốc rất là chắc chắn luôn anh em nhé. Mạ vàng hồng. Riêng đồ của Đức mà đồ cơ khí thì rất là bền rồi. Về cái dây da này của nó thì dây da xịn luôn anh em nhé, chứ không phải là dây da đẹo đâu. Ở trong này, đây nó cũng ghi là Hammed này, in Germany này. Hàng cái dây da này là dây da được khâu tay ở Đức luôn anh em nhé, chứ không phải là khâu thủ công, không phải là khâu máy, khâu công nghiệp nha mà anh em nhé. Dây da khâu tay, dây da khâu tay luôn anh em này. Cái khóa này là khóa zin của nó đây anh em nhé, khóa zin của nó này, sáng chóe luôn. Ở trong nó còn ghi chữ inox này, inox mạ vàng PVD này, sáng, đeo lên tay rất là đẹp luôn. Mình cũng định đeo thử nhưng mà thôi còn mới quá nên là chả đeo nữa. Anh em mà mua thì liên hệ trực tiếp Facebook hay là Zalo với mình bán giá rất là hợp lý cho anh em thôi. Một chiếc hàng cực kỳ là hiếm anh em nhé, không kiếm được chiếc thứ hai đâu. Màu vàng là vàng gold nữa, quá là đẹp mà anh hợp với anh em mà thích chơi đồng hồ Đức. Thế là thật sự như thế, đồng hồ của Đức bao giờ nó cũng được đánh giá rất là cao về cái chất lượng của nó anh em nhé, vì cái độ hoàn thiện của nó. Anh em mà đã dùng đồ của Đức rồi, cái cơ khí của Đức thì nó rất là bền, nó còn hơn cả Nhật luôn, nó gọi là số 1 thế giới rồi anh em nhé. Cái độ bền và cái chất lượng gia công nó rất là tốt, làm thì cái nguyên liệu mà nó rất là dày dặn và chắc chắn. Để anh em nhìn cái nước mạ của nó này, cực kỳ là đẹp, design của nó cũng đẹp chứ không anh em. Anh em mua thì cứ nhanh tay nhé anh em nhé. Mình nhắc lại chỉ có một chiếc duy nhất thôi, không có chiếc thứ hai đâu. Chào anh em, cảm ơn anh em đã xem video của mình nha.